Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với kênh Bản tin 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, một vụ lở đất bất ngờ xảy ra tại khu công nghiệp Liu Xi, quận mới Quảng Minh, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm nay. Hiện nguyên nhân vụ việc được nhận định sơ bộ là do hoạt động trái phép tại bãi chứa chất thải tạm thời. Theo tin mới nhất, 43 người đã được cứu và nhập viện, còn ít nhất 61 người bị mất liên lạc. Đoạn video về vụ tai nạn cũng được tiết lộ và hình ảnh rất sốc. Theo báo cáo toàn diện của truyền thông Trung Quốc, khoảng 1.000 người đã được sơ tán khỏi vụ tai nạn và gần 1.500 người đã được điều động cho công tác tìm kiếm và cứu hộ. Theo Tân Hoa xã cho biết, tính đến 16:30 đã có 17 người đã được cứu và còn 61 người vẫn mất liên lạc. Kinh Bảo đưa tin rằng 43 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân và Bệnh viện Trung tâm quận mới của Quảng Minh. 13 người trong số họ đã bị thương nặng. Hiện tại các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang trong quá trình giải cứu. Đích thân các quan chức cấp cao của chính quyền thành phố Thâm Quyến chỉ huy và nhà lãnh đạo nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đưa ra các chỉ thị liên quan. Tin tức về tiêu đề trên Weibo chỉ ra rằng người phụ trách bộ phận giám sát an toàn của quận mới Quảng Minh của thành phố Thâm Quyến cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do hoạt động bất hợp pháp của bãi chứa bùn và xỉ tồn dư trong khu công nghiệp. Tin tức kinh tế hàng ngày đưa tin, một người đàn ông tên Ji Hao làm việc tại khu vực địa phương cho biết địa điểm xảy ra vụ tai nạn ban đầu là một mỏ đá. Nhưng sau khi bị bỏ hoang, một cái hố lớn được hình thành, được coi là bãi chứa rác thải. Ông chỉ ra rằng đất đá đã lấp đầy, tại đây tạo thành một ngọn núi nhỏ. Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ việc cũng có nhiều người quay video, có người ghi lại khoảnh khắc tòa nhà bị đổ sập. Hình ảnh khá sốc, khi vụ sạt lở xảy ra, có tin cây xăng bị nổ. Một số người dân đã chụp ảnh nghi là nổ. Tuy nhiên, các tin tức liên quan vẫn chưa được chính thức xác nhận thêm. Vào trưa ngày hôm qua, một vụ tai nạn lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại quận mới Quảng Minh, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khu công nghiệp gần như bị đất đá vùi lấp. Tính đến 9 giờ sáng nay, con số thương vong và số người mất tích tăng mạnh lên 91 người. Trong đó có 59 nam và 32 nữ. Theo các chuyên gia khẩn cấp thảm họa địa chất địa phương đã đến hiện trường để điều tra, họ chỉ ra rằng đó không phải là vụ trượt núi ban đầu mà là động đất nhân tạo gây ra thảm họa. Một vụ lở đất đá nghiêm trọng cũng đã xảy ra ở Thâm Quyến, Quảng Đông vào ngày hôm qua. Khu công nghiệp rộng 100.000m² đã bị chôn vùi và nhiều tòa nhà bị đổ sập. Hiện trường dường như đã phải hứng chịu một trận động đất rất lớn. Theo tin chính thức mới từ chính quyền sở tại, số người mất tích đã tăng lên 112 người và có 2.000 người được sơ tán kịp thời. Một số lực lượng cứu hộ đang tham gia vào quá trình hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Đối với một vụ tai nạn sạt lở đất nghiêm trọng và đột ngột như vậy, ban đầu người ta cho rằng nguyên nhân là do lở đất. Nhưng theo Bộ Đất đai và Tài nguyên của Trung Quốc, ban đầu người ta phát hiện ra rằng phần bị sập là một đống đất nhân tạo và ngọn núi ban đầu không bị trượt. Vụ tai nạn chỉ ra thảm họa nhân tạo. Được biết, khu vực đất nhân tạo bị sập thuộc khu vực chứa bùn, xỉ, chủ yếu là đống xỉ và phế thải xây dựng. Do lượng tích tụ nhiều và độ dốc lớn nên dẫn đến sự bất ổn định và sụp đổ, và cũng gây ra sự sụp đổ của nhiều tòa nhà. Một số người dân địa phương cho biết đất đá khiến khu công nghiệp bị sạt lở không phải là núi tự nhiên mà là đất đá được đào lên trong 2 năm qua tích tụ trên núi cao 100m. Bùn đất lao ra khỏi núi và tràn vào khu công nghiệp gần đó. Bành Vĩ Bình, cựu giám đốc Viện Khảo sát Kỹ thuật và Địa chất, Địa lý, Vật lý tỉnh Quảng Đông chỉ ra rằng dựa trên thông tin có sẵn, cặn bã và rác thải chất đống tạo thành một khối không ổn định. Đây phải là một phần của cơ thể địa chất không ổn định. Nhìn từ trên không, nó giống như một vụ vỡ đập, nơi mọi thứ được trộn lẫn với bùn, cát và đất. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc vẫn mô tả vụ việc này là một tai nạn tự nhiên long trời lở đất. Không ai chịu trách nhiệm hay bị trừng phạt về vụ việc này. Vụ lở đất khiến công viên rộng gần 10 hecta gần như bị chôn vùi, nhiều nhà máy và tòa nhà bị đổ sập. Mưa lớn cũng đang đổ xuống huyện Sun Yan, tỉnh Chiết Giang vào ngày hôm kia. Một cây cầu địa phương bất ngờ bị sập, một người đi xe máy tình cờ vượt qua chỗ gãy và rơi thẳng xuống gầm cầu. Rất may tính mạng của anh ta không gặp nguy hiểm. Theo wenxihao.com, một nhân viên cho biết diện tích cầu bị sập khoảng 30m², có thể do ảnh hưởng của nước lớn trong cơn bão số 3 khiến nền móng bị bong ra. Người đi xe máy rơi xuống gầm cầu bị cát sỏi vùi lấp, được giải cứu và đưa đến bệnh viện. Ban đầu bệnh viện chẩn đoán là gãy đốt sống lưng, không nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị, vào khoảng 10:50 tối ngày thứ hai tại thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, một vụ lở đất đã xảy ra vào khoảng 10:50 chiều ngày thứ hai. Một ngôi làng nhỏ đã bị đất đá chôn vùi sau trận lở đất và vụ lở đất kéo dài đến tận bờ sông bên đường cao tốc. Các nhân viên có liên quan đã tìm kiếm và cứu được 5 người, nhưng 4 người trong số họ đã không may mắn tử vong. Một người được đưa đến bệnh viện và may mắn là tính mạng của anh ta không bị nguy hiểm. Ngoài ra còn có 33 người dân làng đang mất tích. Công việc tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiếp tục.
Tuy nhiên, để tránh bị thương thứ cấp, nhân viên tìm kiếm cứu hộ chỉ có thể đào bằng tay không. Theo báo cáo tổng hợp của phương tiện truyền thông Trung Quốc, một vụ lở đất đã xảy ra tại làng Lizhong, thị trấn Shaxi, quận Liên Đô, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc vào khoảng 10 giờ 50 tối ngày thứ Hai, khiến 27 ngôi nhà bị chôn vùi và 21 ngôi nhà bị ngập lụt. Hơn 300 người đã được đưa khỏi hiện trường. 58 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa cũng đã được tái định cư. Để tránh bị thương thứ cấp tại hiện trường, các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã chuyển gỗ và xúc đất bằng tay dưới trời mưa. Sau cuộc tìm kiếm và cứu hộ suốt đêm, 5 người đã được cứu sống, nhưng 4 người trong số đó không may mắn tử vong, trong đó có một bé trai 2 tuổi. Chỉ còn một người đàn ông 63 tuổi còn sống sót. 33 dân làng và công dân nhập cư khác đang mất tích. Những người liên quan vẫn đang được tìm kiếm, trong khi nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Do sợ bị thương ở cấp độ 2, hầu hết họ chỉ có thể đào bằng tay không. Các nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm và cứu nạn suốt đêm. Vụ sạt lở kéo dài đến tận bên đường quốc lộ, cảnh tượng thật ly kỳ. Thưa quý vị, từ đầu tháng đến nay, nhiều tỉnh ở phía Nam Trung Quốc mưa lớn liên tục, lũ lụt xảy ra nhiều nơi. Theo thống kê, đã có 91 người chết, 24 người mất tích, 5,612 triệu người thiệt mạng do bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 356.000 người đã được sơ tán khỏi quê hương và định cư ở nơi khác. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc chỉ ra rằng trận lũ lụt này đã ảnh hưởng đến 49 thành phố và 77 quận thuộc 8 tỉnh bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu. Tổng cộng hơn 9.300 ngôi nhà bị sập, 56.000 ngôi nhà bị hư hại và mùa màng bị hư hại. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13,35 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 60,68 tỷ đại tệ. Lực lượng cứu hỏa Trung Quốc tiến vào vùng thiên tai và giải cứu 4.342 người bị mắc kẹt trong vùng lũ. Tuy nhiên, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo rằng trong thời gian tới vẫn có mưa lớn tại nhiều nơi ở miền Nam của Trung Quốc, có thể tiếp tục gây ra lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác. Miền Trung vốn hứng chịu lũ lụt từ đầu tháng đến nay lại phải đối mặt với lũ lụt mới. Sau đợt lũ lụt sông Dương Tử số 3, đợt lũ lụt sông Dương Tử số 4 cũng có thể hình thành ở thượng nguồn với Tứ Xuyên. Trận lũ được dự đoán rằng 50 năm mới có một lần, đỉnh lũ vào buổi chiều đã phá vỡ kỷ lục. Nhưng hiện đỉnh lũ vẫn chưa tới mà nhiều thị trấn đã bị nhấn chìm, thành phố không có nước và điện. Thưa quý vị, Tứ Xuyên bắt đầu có mưa lớn vào ngày 10 tháng này. Theo thống kê tích lũy đến trưa ngày hôm nay, nhiều tuyến đường trong tỉnh đã bị phong tỏa, trong đó có 5 tuyến đường cao tốc và 5 tuyến đường thu phí nhà ga, 12 quốc lộ, tỉnh lộ và khoảng 100.000 người trong tỉnh đã bị ảnh hưởng. Nặng nề nhất là Mai Sơn, nơi gần như toàn bộ thành phố bị ngập lụt. Khoảng 21.000 người đã bị ảnh hưởng. Nhà cửa và đất canh tác, các làng, thị trấn dọc theo sông Mân Giang bị ngập lụt và thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo tổng hợp của phương tiện truyền thông Trung Quốc, lượng mưa giảm mạnh cả ngày hôm qua, tập trung ở phía Tây Quảng Nguyên, trung tâm Biên Dương, phía Tây Đức Dương và phía Tây Thành Đô. Trong đó, trạm ở thị trấn Tinh Cung, Si Phang, Đức Dương đạt 191,7mm. Mưa bão có thể tiếp tục vào ngày hôm nay và Đài quan sát khí tượng tỉnh Tứ Xuyên tiếp tục đưa ra cảnh báo bão màu cam. Tính đến 2 ngày tới, khoảng 127.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó có 6 người chết và 5 người mất tích ở Nhã An, 11 người chết và mất tích do lở đất, hơn 40.000 người phải di dời. Theo báo cáo của truyền thông Tứ Xuyên, kể từ ngày 10, Tứ Xuyên đã bắt đầu một đợt mưa lớn. Trong khoảng thời gian này, trạm khí tượng địa phương ở Tứ Xuyên lần đầu tiên trong lịch sử đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam trong 2 ngày liên tiếp. Mưa lớn đã bao phủ 12% diện tích tỉnh Tứ Xuyên, khiến 41 con sông trên địa bàn vượt mức nước cảnh báo. Trong đó có 22 con sông vượt mức nước đảm bảo, hay còn gọi là mực nước lũ thiết kế của kè, hoặc mức nước lũ cao nhất đã được phòng vệ trong lịch sử, cao gấp đôi trung bình của các mùa lũ năm trước. Cơ quan chức năng dự báo đỉnh lũ sẽ xuất hiện vào chiều nay. Ước tính mực nước tại trạm Kim Đường, Thành Đô nằm ở thượng nguồn sông Đà Giang sẽ vượt mức nước đảm bảo là 4,85m. Quân Tử Trung, thành phố Nội Giang ở lưu vực sông Đà Giang cũng sẽ đối mặt với đỉnh lũ vào lúc 4 giờ chiều. Nhưng sông Đà Giang tại địa phương đã tràn bờ bao trước khi đạt đỉnh lũ. Hơn một nửa thị trấn Gui Xe Thao bị ngập lụt. Hơn 1.000 người, chiếm một nửa dân số địa phương bị ảnh hưởng. Hiện tại con đường dẫn đến thị trấn Hướng đã trở thành một hòn đảo bị cô lập. Theo dự đoán rằng mực nước sẽ dâng cao trở lại, 3/4 toàn bộ thị trấn có thể bị xóa sổ. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.